quán ăn thanh đạm thoáng mát ở Hà Nội. Muốn thanh đạm thì nên ăn chay cho nhẹ bụng. Theo định vị của bạn thì nên đến quán buffet chay Tâm Hoài An, có view Hồ Tây cực đẹp. Không biết là có nên tin chị Google hay không đây. Liệu chị Google có uy tín hay không? Ôi ngon quá. Anh ơi nước ngon lắm luôn ý. Ngon vượt sức tưởng tượng của em luôn á. Món này anh sẽ chấm chín điểm. Có vẻ là hợp vị của anh Lâm ha. Phở cuốn hơi lạ nha. Cá ngon quá. Rồi. Giống cá thật. Giống cá thật. 10 điểm. 10 điểm. Thật sự 10 điểm. Anh Lâm ơi ngon lắm anh Lâm ơi. Ngon chảy nước mắt luôn á. Cùng tham gia hành trình khám phá quán chay view đẹp với điểm hẹn cuối tuần phát sóng ngày 12 tháng 11 năm 2022 trên Style TV.